thưa quý vị, và trong giờ phút hết sức đặc biệt ý nghĩa này, xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, thực hiện nghi thức quan trọng trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, nghi thức đánh trống khai trường. Ladies and gentlemen, and now Associate Professor Dr. Võ Thị Ngọc Thúy, President of Hoa Sen University, will perform the voice of the drum in the opening ceremony. Please welcome her. Một lần nữa chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn thật dài cho kỳ thức đánh trống khai trường. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, và xin được trân trọng kính mời cô ở lại sân khấu để chứng kiến nghi thức tuyên hứa của các bạn tân sinh viên. Thank you, Associate Professor Dr. Võ Thị Ngọc Thúy, and please remain on the stage.